Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 62. Mỗi người chúng ta nghe được Phật pháp, thí dụ như những người thân mình hay bạn bè, họ cũng tu theo mình, hoặc là những người họ còn biết Phật pháp trước mình, họ dẫn dắt mình đi niệm Phật, đi tu. Nhưng mà bây giờ họ lại bỏ tu, thối tâm không tu. Hay là những người mình dẫn họ đi tu mà giờ họ không tu nữa. Chuyện này không dính dáng gì đến chúng ta. Phải nhớ, mỗi người có một con đường. Nên nhà Đức thường nói rằng con đường của mình đi, nếu mình đã nhận thức được con đường này đúng, tốt, đặc biệt thì mình quyết định đi. Dù ai có đi không đi, mình cũng đi. Thí dụ Nhân Đức đi con đường này, Nhân Đức đã cảm nhận được con đường này. Dù có ai bỏ cuộc hay như thế nào, chuyện của họ. Chuyện của Nhân Đức là phải đi con đường này. Gặp trở ngại gì cũng đi con đường này hết. Nhớ cái này rất là quan trọng. Chư Tổ sư có một đoạn nhắc chúng ta gầy dựng về tín nguyện quan trọng. Các ngài nói bây giờ mình gầy dựng tín nguyện, mình niệm câu Phật hiệu này, mà bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thị hiện xuống thế gian, ngài đến ngài nói chúng ta rằng bây giờ ta có một cái pháp đặc biệt hơn tịnh độ này luôn, dạy cho con. Thôi giờ con bỏ tu tịnh độ đi, ta dạy con cái pháp khác. Thì chư tổ sư nói rằng chúng ta quỳ xuống đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni ba lại, xong quỳ lên nói rằng con từ ban đầu đã nghe lời ngài dạy, tín nguyện niệm Phật, phát nguyện sanh cực lạc rồi, con giữ nguyện này, xin Đức Thích Ca Mâu Ni cho chúng con được tròn tâm nguyện. Tín nguyện kiên cố đến mức như vậy, không chi là một người bình thường nói vài câu mà mình dao động tâm thì nghĩ mình quá thất bại không? Đã nói rằng là người niệm Phật được vãng sanh hay không là do tín nguyện hay không, mà mình là rất dễ thối tâm, vì sao vãng sanh? Sao vãng sanh quý vị? Ngồi suy nghĩ đi. Nên mình phải gầy dựng tín nguyện, tín tâm kiên cố. Còn cái chuyện người ta tu không tu, chuyện của người ta. Mình dẫn người ta đi tu, người ta tu được thời gian, người ta nghỉ tu, chuyện của người ta. Người ta dẫn mình đi tu, giờ người ta nghỉ tu, kệ người ta. Bản thân mình phải tu. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Thầy tu thầy đắc, con tu con đắc, còn không tu không đắc. Phật pháp á, là mình dạy người, chứ không có ai mà đưa ai đi đến chỗ giải thoát được. Mình dạy người ta đưa ra cái pháp rồi tự mình áp dụng. Nên bản thân những đức được thầy dạy đi chăng nữa, thầy như thế nào chuyện của thầy, còn những đức phải cố gắng tu. Giống như câu nói là khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ. Ngộ là mình biết quý vị, biết được cách tu rồi mình phải cố gắng. Khi mê là mình chưa biết gì, thầy không chỉ dạy dẫn dắt. Khi ngộ rồi thì tự bản thân mình cố gắng. Giống như một đứa nít chưa biết đi thì mình dìu nó, mình tập nó cho nó đi. Khi nó biết đi rồi thì tự nó mới đi. Cái nguyên lý này mình phải hiểu. Nên cái việc mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật là việc cực kỳ quan trọng, thì không bị thối tâm. Có người đến gặp Như Đức hỏi: Thầy thầy, con nhờ thầy cầu an giùm cho con. Những đức nói nghe pháp mỗi ngày tự nó sẽ an. Phật pháp hay lắm, tự mình an tâm cho mình đi. Cái bất an của mình ai cầu giùm mình được đây? Người ta chưa biết đạo gì hết, mình ghi cái sớ cầu an đọc giùm cho người ta, cái đó là phương tiện để dẫn dắt nó vào đạo. Mình đã biết đạo, nghe pháp mỗi ngày, niệm Phật tu hành, cái bất an tự niệm Phật, bình tĩnh suy nghĩ cái việc bất an này là việc gì, cuộc đời đến thế gian này chúng ta có tồn tại mãi mãi hay không mà bất an.
tự hỏi lại mình rồi tự an tâm. Từ từ rồi tất cả những việc bất an của bản thân mình tự mình xử lý được, thì quý vị mới thấy Phật Pháp quá hay. Phật Pháp đặc biệt số 1. Nên mỗi người mình gặp Pháp môn Tịnh Độ phải gây dựng tín nguyện từ ngay câu Phật hiệu này phát triển ra. Tất cả việc thành công quý vị là từ ngay câu Phật hiệu này bị niệm phát triển ra. Còn quý vị đi tìm hiểu muôn kinh vạn luận để rồi thâm nhập rồi mới đi niệm Phật, thì cả đời quý vị cũng làm chưa xong, tới chết vẫn chưa được gì. Nhưng quý vị cắm gốc ngay câu Phật hiệu này đi. Nhớ, cắm gốc ngay câu Phật hiệu này đi thì nhất định có chỗ thành công. Hồi tối Nhật Đức ngồi nói chuyện với mấy người bên chùa mới, Nhật Đức nói một câu nè: quý vị ngồi trong đây có những người quý vị đã từng nghe Pháp, quý vị đã từng luyện công phu niệm Phật, đạt công phu gì. Nhật Đức hỏi tất cả quý vị ngồi đây, quý vị có đạt được công phu gì không? Người nào cũng lắc đầu không. Nghe Pháp người này người kia để cố gắng niệm Phật để nhiếp tâm, có ai nhiếp không? Không. Có nặng nề không? Nặng nề. Căng thẳng không? Căng thẳng. Tại sao không làm cái dễ làm? Họ hỏi bạch thầy, vì làm dễ làm là làm sao? Niệm Phật là việc của mình, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật. Ngài đã nói rằng niệm danh hiệu Ngài, chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm Phật thì Ngài rước. Nghe rất rõ ràng là muốn làm chi chuyện cao xa. Thật sự mà nói, vì niệm Phật vì tiêu nghiệp chướng, vì niệm Phật vì tiêu vọng tưởng, việc này không có sai. Nhưng vì làm được không? Cái quan trọng là làm được không? Tại sao không làm cái dễ? Vì giảng sanh có thượng chúng hạ. Chúng ta cứ nghĩ mình hạ căn đi. Mình làm cái việc niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm. Vậy thì công phu niệm Phật là gì? Là niệm A Di Đà Phật. Niệm Phật là như thế nào? Niệm A Di Đà Phật. Chứ sao? Đức Phật A Di Đà Ngài nói rằng: này các con cứ niệm A Di Đà Phật thì ta sẽ đến rước. Còn mình thì phải nói, phải niệm làm sao để cảm ứng. Đối với một kẻ phàm phu như chúng ta, quý vị đến quý vị tỏ bài như thế nào rõ ràng hết chứ, trực diện luôn, giải thích rõ ràng, họ nghe họ hiểu thì họ thông cảm, đó là ứng. Quý vị cảm là nói ra, họ ứng lại. Có những người bị nói khô hơi cạn tiếng, họ còn chưa thông hiểu thì chứ đừng nói chi mà không nói. Nhưng cái công năng của Đức Phật A Di Đà, cái bổ nguyện của Ngài, quý vị chỉ cần niệm A Di Đà Phật là Ngài ở bất cứ cảnh giới nào, cái bổ nguyện hóa thân của Phật là xung quanh chúng ta đầy. Nên ăn tổ, vì đọc trong sách Ăn Tổ Kỹ có công đoạn: cỏ cây hoa lá bất cứ mọi loài đều là A Di Đà Phật. Nó mới nói rằng: Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Đã là Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, quý vị chỉ cần niệm A Di Đà Phật là có cảm ứng rồi. Quý vị cứ chăng thật một đời, cả đời niệm đi. Đến khi mệnh chung với quý vị chỉ cần niệm A Di Đà Phật, con muốn sanh cực lạc thì nhất định Ngài đến tiếp dẫn. Khi vì niệm A Di Đà Phật trong lòng vì đã muốn về cực lạc rồi, thì thọ mạng đến, nhất định Ngài đến tiếp dẫn chắc chắn. Ngài nói rằng: tại sao các con không niệm danh hiệu ta đi, còn cái chuyện tiếp dẫn thì để cho ta làm. Các con còn muốn làm chuyện cao xa hơn chí. Niệm danh hiệu Phật là niệm danh hiệu Phật. Đã là Đức Phật A Di Đà, Ngài tu viên mãn rồi, Ngài lấy cái công đức tu hành viên mãn của Ngài làm nhân tu cho mình, mà mình không chịu lấy cái quả tu làm nhân tu, mà mình còn muốn lấy nhân tu để thành quả thì sao được. Nếu lấy nhân tu để làm quả thì quý vị cực kỳ khó tu. Nếu các ngài mà dạy mình nhân thành quả thì chắc chắn rằng quý vị tu y gan các ngài luôn, từ khởi tu cho đến khi thành chánh quả. Còn bây giờ riêng có môn Tịnh Độ này là Ngài lấy cái quả tu thành tựu của Ngài phát cái nguyện thành câu A Di Đà Phật. Chúng sanh nào chỉ cần nghe danh hiệu mà tin mà niệm
Muốn về cực lạc thì Ngài tiếp dẫn. Rồi mình lấy cái quả tu này phát triển ra cái nhân sinh cuộc đời mình đang sống. Chữ giác thì áp dụng trong mọi lúc mọi nơi đều giác ngộ. Thì đúng rồi. Đúng rồi đó quý vị. Còn nếu như bây giờ quý vị phải niệm Phật làm sao để đạt được công phu nhất tâm hay công phu này, công phu kia, công phu nọ. Quý vị thấy trong cái cõi đời này ngày xưa giờ rất nhiều người nói mà mấy người được không? Rất nhiều người nói mà mấy người được. Mà nếu như cái người được như vậy người ta cũng không nói, vì ít ai làm được nên người ta không nói. Tại sao không nói cái mà người ta làm được? Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp dẫn nhân sanh là việc của Phật làm. Như vậy thì chúng sanh ai cũng làm được, ai cũng niệm Phật được, ai cũng có thấy mình có cơ hội niệm Phật vãng sanh. Như vậy thì người ta sẽ niệm Phật. Còn bây giờ mình đưa lên cái quy tắc niệm Phật cực kỳ khó luôn, ai làm được đâu mà làm. Ngồi suy nghĩ đi, ai làm được đâu mà làm. Tại sao không đưa lên cái mà mình làm được quý vị? Không đưa lên cái mình làm được. Hồi nãy mới vô quý vị thấy nhà Đức chưa giảng à, gục lên gục xuống nè, ngồi gục lên gục xuống. Quý vị cứ nhìn từ những đức lúc trước, quý vị nhớ mình tụng kinh trì chú ngồi buổi sáng, quý vị thấy gục lên gục xuống không? Có một câu vật hiệu ở đây, đưa thời khóa gọn hơn, mới vô bây giờ thêm 10 phút nói chuyện ầm ầm từ người sống tới người chết đều nghe được. Vô bắt đầu là nguyện hương địa chung rầm, xẹt. Mà có những người ngồi còn ngủ. Khi lễ Phật mà có những người đang lễ Phật mà còn ngủ. Thì vì biết cái căn tính mình tệ cỡ nào. Hãy nhìn căn tính mình đi để chọn cái cách tu làm sao mà cả đời mình tu được. Mà nghe mà nó hưng khởi cái tâm. Nên tại sao nhiều người người ta nghe như Đức giảng, vì người ta thấy làm được. Thì rõ ràng nói cho người ta làm được thì người ta mới thích làm quý vị, thích nghe. Còn giờ nói ra mà bây giờ nói hoài cũng không làm được luôn, viết bỏ luôn. Nhiều người nghe hoài mà không làm được, bỏ cuộc luôn đó quý vị. Hãy nói cái người ta làm được. Bây giờ quý vị coi trong cái thời cuộc này, mà bây giờ quý vị ngồi tu, mà bây giờ quý vị cắt cái nhà lên, vì vô cái nhà bị đóng cửa, vì niệm Phật mỗi ngày. Quý vị coi trong cái thời cuộc này, quý vị thấy phù hợp không? Trong cái vật pháp vật pháp nó phù hợp vào cuộc sống nhân sinh, mà mình á thì mình áp dụng vật pháp lại không phù hợp. Vậy thì người ta đào thải vật pháp rồi, ai mà chấp nhận vật pháp không? Trong khi con người bây giờ người ta cơm ăn áo bận, cuộc sống người ta bận bịu biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ quý vị cắt cái nhà bị vô cái đó, bị đóng cửa, bị ngồi trong đó, bị niệm Phật. Bởi vì cũng dạy người ta vậy chứ, quý vị nghĩ nó có trở ngại không? Bây giờ mình là một người tu đi, mình có thời gian người ta cũng dường hết rồi. Mình vô trong cái thắt cái cốc mình ngồi mình niệm Phật. Người ta đem tới chỗ cúng dường cho mình để mình dùng, mình tu. Rồi bị đem cái cách tu đó uy chỉ người ta. Vậy thì tất cả những người này vô ngồi hết trơn, ai làm đây? Cuộc sống gia đình người ta làm sao đây? Phải chi có những người người ta thâm nhập Phật Pháp, người ta tin sâu nhân quả hoàn toàn, thì dù trở ngại gì cũng không sao. Nhưng Phật tử người ta chỉ cần trở ngại cả thôi là gia đình nó có vấn đề. Mà gia đình người ta có vấn đề là người ta quay lại có khi người ta phỉ báng Phật Pháp. Tại Phật Pháp mà gia đình tan nát, có phù hợp không? Nên quý vị coi Phật Pháp phải làm sao, quý vị đưa ra cái phương pháp cho người ta tu, chỉ dạy người ta mà phù hợp kìa. Chứ không phải là mình vô cái cốc, cái thắt mình ngồi trong đó rồi mình đưa ra, ào ào ra cho người ta đâu. Ai đem cho mình ăn? Người ta phải làm quá trời luôn, còn mình thì ngồi đó. Thì nghĩ sao? Từ nơi đó, dù cho mình ngồi được đi chăng nữa, nhưng mà mình phải dạy người ta nhân sinh làm sao? Vì chính thầy có được thời gian, nên thầy phải làm gì? Còn quý vị thì tu theo cái cách tu xã hội của quý vị. Đưa cái pháp tu cho người ta làm sao chỉ người ta. Mà người ta nghe mà người ta thấy phù hợp tu được. Như thì quá hay rồi. Như vậy đấy, vị nghe pháp vậy vị mới có góc độ sáng suốt. Để chọn lựa một cách nghe pháp mà áp dụng được, dạy người được. Thí dụ như có những người người ta chuyên niệm Phật, người ta toàn người ta đi nhập thất không? Người ta dạy quý vị toàn vậy không? Những người đó không bao giờ sống với chúng được quý vị.
Vô chùa mình vậy Đức ta thấy mấy cô nghe pháp cái vị này chuyên là nhập thất không, chuyên là ở mình không, nghe vị này xong là không bao giờ sống với chúng được. Khi vào trong chùa đông người, người ta ở người ta tu mà không bao giờ ở với người ta được, toàn là phiền não không à, phiền não không, toàn là nói động tâm rồi nói loạn tâm rồi nói vọng tưởng gì, nói tùm lum toàn là gì không. Nhưng Đức nói rằng ủa sao bao nhiêu con người, người ta sống người ta bình thường, người ta vui vẻ, còn mình công phu tu cái gì mà kỳ cục vậy. Một đứa con nít nữa mà nó vô nó ở còn được, còn mình tu giỏi quá mà mình lại không áp dụng vào con người được, mình toàn là động tâm vọng tưởng toàn vậy không. Cái đi, đi xong cái đầu nhiều Phật tử nói rằng nó lâu lỡ chỗ kia nhập thắt tuần hay tuần, thời gian lỡ chỗ nọ nhập thắt tuần hay tuần, cái đi vì coi cuối cùng thành bệnh luôn, làm không được nó thành bệnh luôn quý vị. Còn 2-3 năm sau thì cái người trong đây ai người ta cũng rèn luyện được trong cái cuộc sống nhân sinh, vừa phục vụ chúng sanh mà vừa niệm Phật được, vừa tu được, ai cũng an lạc vui vẻ. 2-3 năm sau quay lại gặp mặt, bà nào bà nấy tiều tị hốc hác bèo nhèo hết chứ. Nói coi. Nên á, mình nghe pháp mình phải biết làm sao mà cái người này người ta giảng mà nó áp dụng vào cuộc đời của mình. Mỗi người nó đều phù hợp. Thí dụ như mình ngồi trong thắt trong cốc mình niệm Phật được, nhưng mà mình phải nhìn nhận nhân sinh để mình dạy người ta gì nhân sinh. Còn bản thân của mình ngồi trong cốc trong thắt tu được, như vậy thì rất là phù hợp. Mình nhìn được người này đủ duyên gì thì được gì, người này đủ duyên gì thì tu gì, người này đủ duyên gì thì tu gì. Mình phải đưa ra làm sao là một cái mảng rộng thiệt rộng. Vậy thì người ta nghe pháp không có vấn đề. Nên nhiều người chấp vào cái chỗ là bây giờ phải đạt công phu gì đó. Đa phần cái người mà được họ dạy bị vấn đề gì không? Căng thẳng điên cuồng bỏ đạo. Nhớ, căng thẳng điên cuồng bỏ đạo. Còn bây giờ quý vị tu làm sao mà càng tu càng an lạc, càng tự tại, càng thoải mái cái lương tâm quý vị. Nhiều việc bực bội khó chịu gì đến sở liền, cỡ mở liền. Quý vị tại sao không tu vậy? Mình tu như vậy người ta nhìn mình là tự nhiên người ta muốn tu. Tự nhiên người ta nhìn mình là người ta thích, người ta muốn tu liền. Mình tu chi mà ra căng thẳng nặng nề dữ quý vị. Đúng không? Nên đây là điều mình chia sẻ thôi. Phật tử nghe với gầy dựng tính nguyện tính tâm cho cực kỳ mạnh kìa. Nó, từ ngay câu Phật hiệu này nó phát tâm ra. Chân thật cấm gốc ngay câu Phật hiệu này phát tâm ra. Nhớ nghe, cấm gốc ngay câu Phật hiệu này phát tâm ra. Mười mấy năm nay nhà Đức đi tu cũng là cấm gốc ngay câu Phật hiệu này phát tâm ra. Còn người ta thì phải đi một vòng thiệt là bự để quy về câu Phật hiệu. Việc này khó làm lắm. Có khi một quý vị đi một vòng thiệt bự thọ mạng đến vị trở tham kịp. Bây giờ vì cấm gốc ngay cái gốc A Di Đà Phật này là vì nghiêng về A Di Đà Phật luôn. Bất cứ lúc nào ở cõi đời này vô thường đến bất tử thì nó cũng ngã về A Di Đà Phật. Hay hơn đúng không? Rõ ràng rồi. Quý vị coi, những đức một ngày giải quyết bao nhiêu vấn đề trong chùa. Việc này việc kia tùm lum tùm la, những đức vẫn sống bình thường. Sáng nay vừa đi tu gì, tranh thủ cạo đầu một cái. Mọi bữa không có gì. Sáng nay cạo đầu vì công việc, sáng nay ăn cơm xong tranh thủ đi qua bên kia có việc, nên nó rút thời gian lại. Còn nếu không thì ăn cơm xong mới lên tắm rồi cạo đầu này kia. Nhưng mà bữa nay có công chuyện nên rút thời gian lại một chút để qua bên kia có công chuyện. Thế thôi. Mỗi ngày người ta bao nhiêu chuyện như vậy mà người ta vẫn vui vẻ chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe, vẫn cởi mở tâm tư vì tại sao tu trong nhân sinh. Quý vị coi Hòa Thượng Hay Hiền thiệt nông tịnh sống tu, là người tu hành đâu có bỏ làm việc, đâu có phải ngồi trong một cái chỗ nào im ru trong đó để niệm Phật đâu, không phải đâu. Các ngài đã thể hiện rõ ràng ở Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, cả đời của ngài đi chỗ này đi chỗ kia, ngài giảng kinh thuyết pháp. Hòa Thượng Hay Hiền làm bao nhiêu việc rồi niệm Phật. Quý vị bây giờ đi đến chỗ nào bị ngồi đó im gu để bị niệm Phật, không làm gì hết, phù hợp không?
trong cái cuộc đời này bị phù hợp không? Mình làm sao mình áp dụng cái phương pháp vào cái cuộc sống của mình? Mình càng tu mình càng an lạc, mình tự tại, cái này mới hay chứ. Bữa nay 26 rồi, nay lại quay thứ năm nữa, vì thấy một tuần quá mau không? 26 thứ năm, 27 thứ sáu, 28 thứ bảy, 29 chủ nhật nữa. Nó nên lay quay thứ bảy chủ nhật nữa. Lay quay cái ta lễ dí hoa mùa thác nữa. Nhớ đó. Phát động chương trình lên. Đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế gian nhiều kiếp nạn lắm. Nương vào cái pháp hội tu này để mà cầu nguyện cho kiếp nạn quá dài bớt đi. Người ta dám tổ chức cho mình tu, mình lỡ tu thôi mà, lo gì. Đây cơ hội đấy quý vị. Nhớ cả đời gây dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu này nghe. Phật tử mới nhớ đó. Gặp sự cố gì, phiền não gì, bệnh đau gì, trở ngại gì, bị bỏ rơi, bị đuổi, bị mắng, bị quýt, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cứ niệm đi, quý vị sẽ thấy cái lợi ích. Nhưng phải tin 100%. Dù là tan nhà mất mạng cũng niệm Phật 100%, vì thấy cái lợi ích niệm Phật. Pháp môn tịnh độ là đi vào từ lòng tin. Tin 100% rồi niệm Phật đi. Quý vị chỉ cần đừng có làm chuyện bậy bạ tào lao bất xế thôi. Cứ niệm Phật đi, sẽ thấy cái lợi ích. Có đứa bé nhỏ vô chùa tu, nó hỏi như Đức: dạ thưa thầy, con thấy nhiều người bây giờ họ xăm mình đồ. Cái trào lưu của họ bây giờ xăm mình này kia. Con xin hỏi thầy, xăm mình có lợi ích gì không? Nhân Đức nói, Nhân Đức thấy xăm mình không có lợi ích gì. Nó chỉ là theo cái trào lưu rồi thích, rồi vui, rồi tự nhiên đi xăm mình. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị nè, bây giờ tất cả các cháu nhỏ đồ này kia nè, các con có góc độ để ý nè, nghe nè nghe. Bây giờ Nhân Đức hỏi con là các con xăm mình, con chuột, con gà, hay con ảnh ương gì vô người của con, các con tỏ ra cái thái độ là mình là người biết ăn chơi, văn cũng thứ dữ chi à, tự nhiên đi phe mình cái việc đó làm chi cho người ta tránh mình nữa các con. Các con dạy quý vị, nếu như các con muốn chứng tỏ mình là người sành điệu biết chơi thì các con chỉ cần sống có chữ tín, đừng nói lời giả dối. Có người có bản lãnh, được cha mẹ sinh ra hiếu với cha mẹ, biết ơn cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, chơi với bạn bè có tình có nghĩa, với bạn bè thật thà nhiệt tình nhưng có nghĩa có tình. Các con đi đâu cũng được người ta theo. Bây giờ tự nhiên các con đi xăm cái này kia để chứng tỏ mình là dân chơi làm chi à? Thí dụ như một ngày nào các con lỡ thất thế xa cơ, các con đi làm công cho người ta, các con đi xin việc làm bắt tiện các con, người ta vừa nhìn mình hiền nhưng mà người ta lại đánh giá mình dữ. Xăm mình không phải là người hung dữ, xăm mình không phải là người hư, nhưng mà người ta nghĩ mình là người hư, người ta nghĩ mình là người ăn chơi xa đọa, người ta tránh xa mình hết. Các con đi phô diễn chỗ đó làm chi à? Các con là người bình thường, trong cái cảnh giới nào hiện được cảnh giới đó đàng hoàng. Cái quan trọng là có đạo đức thì nó kính trọng mình, cái đó quan trọng hơn. Nên cha mẹ ông bà nên dạy cho các cháu điều này để các cháu hiểu. Đừng có chạy theo
thờ thế mà mình dài khờ. Nhưng Đức thấy có nhiều người xăm mình vô chùa mình tu, họ nói đúng là hối hận thiệt thầy. Ngày xưa không hiểu, tự nhiên giờ đi xăm tùm lum lá, bây giờ vô chùa tu thấy ngại ghê. Nhưng Đức nói có gì đâu ngại, nhưng đây cũng là một bài học để dạy người khác. Rồi lúc trước con đi làm, đi xin việc làm lại khó, nhiều người ta nói xăm mình chắc là dân thứ dữ, cuối cùng ta không nhận con làm. Nhưng Đức nói thấy không, tác hại chứ, không được lợi ích gì chứ. Mình đẹp là đẹp, để da thịt bình thường đẹp hết. Cuộc đời mình giàu cũng được mà nghèo cũng được, đi làm công cũng được, đi làm chủ cũng được, đều được hết chứ. Đi xăm mình làm gì? Dễ thương là dễ thương, đâu phải xăm mình mới dễ thương. Thấy không? Con người chỉ cần thông minh chút thì suy nghĩ ra liền. Hiểu không? Đó, nên mình giảng về tịnh độ nhưng mình cũng xen qua vài cái nhân sinh cho ông bà cha mẹ các cháu nghe, rồi có khi đưa cho các cháu nghe công đoạn ngắn này cho các cháu, nhắc nhở các cháu đừng có chạy theo thờ thế mà sau này mình không được gì đâu. Nên mỗi một người nghe tịnh độ cố gắng niệm Phật đi, người niệm Phật sẽ thông minh, người niệm Phật sẽ nhận thức được nhiều việc trong cuộc đời này, tự mình sẽ tránh được những cái mà chạy theo thờ mà không thông minh. Chân thật bám chắc câu Phật hiệu, gây dựng tín nguyện, quyết chí đời này phải giảng sanh về cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.